chào, Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Kính thưa quý vị, chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phát sóng trong khung giờ quen thuộc, đó chính là vào lúc 19 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, do là truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không gặp gỡ với những người chơi của ngày hôm nay. Đầu tiên, hãy cùng chào đón sự xuất hiện của cặp đôi rất là quen thuộc, với sự xuất hiện của hai chị Minh, đó chính là Minh Khang và Minh Hằng. Hai vị khách mời của ngày hôm nay cũng là một cặp đôi rất là xinh xắn và đặc biệt họ hát rất là hay. Nam ca sĩ Nam Cường và nữ ca sĩ diễn viên Trương Quỳnh Anh. Ủa? Gì ghê vậy? Ủa, sao em nãy giờ em đứng chờ ngoài đây? Đây là cửa chính của ngôi nhà Thứ Năm Vui Nhộn. Sao tự nhiên không xuất hiện ở đây mà hai đội chui chui núp núp dĩ chẩm vậy ta? Dạ tại giờ hồi nãy nó coi chụp hình, con muốn tìm với tay có cái gì, tại sao cái chuông đó luôn xong trời, có hai cái đường xác vậy xong bị kẹt tay luôn, hai cái giữa phải nhờ mọi người ra mà mới lấy ra được nó bắt đầu nên là hai mấy giây là okay. Một phút okay. Nữa bắt đầu không chịu chạy chưa để ra ý tưởng ok đó. Con câu chuyện mình đơn giản lắm. Câu chuyện mình đơn giản có nghĩa là Minh Khang thích cái chuông nên vào đó nghiên cứu cái chuông vậy thôi. Ok. Còn Minh Hằng sao con? Thường thường là chúng ta đi bằng cổng chính đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đi bằng cổng chính và nó nhàm chán quá nên là tụi con xuống dưới đây trốn trên nó một kiểu chào bất ngờ mới lạ hơn. Dạ. Trời ơi, nói chuyện người lớn vậy trời. Chị Trương Quỳnh Anh sao núp dưới đó chi vậy? À bên đây mình sẽ giải thích ngắn gọn hơn là như ngắn vậy. Gọn. Sở dĩ mà mình núp ở dưới đây là tại vì bên kia rủ. Bên kia rủ. Bên... vậy thôi á. À thường là mình đi dụ con nít, còn giờ bị con nít dụ ngược lại. Kính thưa quý vị và các bạn, với năng lượng của họ, với những gì họ đang tính toán và chiến thuật riêng của mình, vậy thì họ đã sẵn sàng để đến với ba vòng thi của ngày hôm nay. Thôi thì chúng ta chơi luôn vòng thi đầu tiên với tên gọi thử tài âm nhạc. Luật chơi của chúng ta rất đơn giản, lần lượt sẽ có 6 giai điệu được vang lên. Và sau khi nghe từng giai điệu, Quốc Bảo sẽ đưa ra câu hỏi riêng cho giai điệu đó. Và sau khi đưa ra câu hỏi thì Quốc Bảo sẽ có khẩu lệnh là hết. Thì hai đội sau khi nghe chữ hết mới giành quyền bấm chuông để trả lời. Trả lời đúng một câu thì cộng 10 điểm, sai thì trừ 5 điểm. Mình bấm chuông rồi mình trả lời không được thì đội còn lại cũng có quyền trả lời. Nếu mà đúng thì cộng 5 điểm mà thôi, sai thì trừ 5 điểm, không biết thì mình bỏ qua luôn. Còn anh Nam Cường, anh ơi anh có thể chia sẻ chút xíu kinh nghiệm, tại vì lần trước anh đã đến với Thứ Năm Vui Nhộn và anh cũng đã là một trong những vị khách mời ít ỏi, nhỏ nhoi, hiếm hoi để có lần chiến thắng các bé. Hôm nay anh có lời khuyên gì cho đồng đội mới của mình không? Thật sự là cái kinh nghiệm dành cho những cuộc chơi với các bé thì không có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào cả. Mỗi lần lên đây là gặp những bé khác nhau và cái sự nhanh nhạy, sự thông minh của mỗi bé cũng khác nhau và những cái lĩnh vực các bé biết cũng rất là rộng lớn. Các bé biết nhiều lắm. Cho nên là mình hãy chơi với các bé giống như là mình đang chơi với những người bạn đồng lứa đi em. Đồng lứa luôn. Đồng lứa đi. Quỳnh Anh cũng có nghe đồn là cái chương trình này xác suất mà để bên đội người lớn mà thắng đội em bé là nó rất là khó. Xác suất thấp lắm. Thấp lắm luôn á. Dạ cô ơi. Theo mà con dạ. Lấy được thông tin từ những cái video trên YouTube, chú Bảo đã từng nói là 0.01%. Xíu vậy luôn á hả con? Thiếu. Nhưng mà không phải là không có khả năng thắng nha. Đúng rồi, đó là sự chia sẻ của hai đối thủ của nhau để coi mình biết ngày hôm nay tinh thần của chúng ta ra sao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu đầu tiên nhé. Xin mời hai đội hãy cùng lắng nghe thật là kỹ lưỡng vì câu hỏi có thể là bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến lời bài hát. Trước khi đến với giai điệu đầu tiên thì Quốc Bảo sẽ có một món quà để gửi tặng cho cả hai đội chơi. Đó chính là xin được tặng mỗi đội 30 điểm ạ. Hy vọng số điểm này sẽ mang đến may mắn ở cái vòng chơi đầu tiên này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu thứ nhất. Và bây giờ sẽ là câu hỏi. Biển trong đoạn nhạc trên được nhạc sĩ miêu tả như thế nào? Hết. Hay quá. Đội khách ơi. Là biển to quá với biển xanh lắm nè. À rồi. Bên bờ cát trắng phau đó. À vị trí là bên bờ cát trắng phau đúng không? Và đó là đáp án rất đầy đủ. Chúc mừng. 10 điểm đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai cũng liên quan đến đoạn nhạc vừa rồi. Tại sao bé không dám tắm biển? Hết.
đội nha. Chú đọc lại chú. Tại sao bé không dám tắm biển? Dạ biển to quá à. Thứ nhất là to quá. Ừ. Có cá sấu. Có cá sấu, chính xác. Chúc mừng tụi con. Chúng ta đến với giai điệu tiếp theo. Câu hỏi sẽ có nội dung như sau. Có bao nhiêu con vật được nhắc đến trong đoạn nhạc trên? Rồi, xong. Em chưa. Em mới lấy hơi, chưa hết luôn. Anh bấm rồi. Và bây giờ, tụi con muốn trả lời không? Dạ muốn. Xin con mời tụi con. Dạ, con là ép. Con vịt nâu. Con gì, con gì? Cặp hôm nay câu con chim nhỏ. Và đó là đáp án cuối cùng. Dạ. Đó là đáp án không chính xác, trừ 5 điểm. Và quyền trả lời ngược lại bây giờ đã thuộc về đội khách. Đội khách có biết và muốn trả lời câu này không ạ? Bốn con. Con lợn é, con vịt nâu, con chim nhỏ và con sâu. Ủa con sâu nó bò lúc nào? Chim bắt sâu trong vườn. À đúng rồi. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Cộng thêm 5 điểm nữa. Chúc mừng hai cô chú. Chúc mừng hai cô chú. Rồi chúng ta đến với câu thứ hai, cũng liên quan đến cái đoạn nhạc vừa rồi luôn nha. Con chim trong đoạn nhạc trên đã làm những hành động gì hết? Xin mời đội khách. Con chim nhỏ chăm bắt sâu trong vườn. Dạ bắt sâu trong vườn. Và vui cùng hoa cùng lá có cái tiếng hát béo vòn. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Hay quá. Minh Hằng, con thấy đối thủ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Dạ rất mạnh đúng không? Rất mạnh. Và bây giờ chúng ta còn một giai điệu nữa, xin mời âm nhạc. Mà con đã biết là chú sẽ hỏi chắc chắn chú gì? Sẽ hỏi như vậy. Trời ơi, vậy thì giờ mình chơi cái này đi, mình khỏi cần hỏi luôn. Giờ chú kêu hết cái bấm chuông luôn. Okay, okay. Luôn chơi không? Ok. Giờ chơi không? Ok chơi. Và bây giờ nè, vô nè. Hết. Tôi nhà bấm chuông rồi. Cái đi vào chỗ trống nè. Mùa xuân với màu nắng. Hai cái thôi à. Em sẽ là mùa xuân một cái này với màu nắng. Thôi mình hát hết bài luôn ơi. Tại hát hết bài luôn ơi. Thế là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều là mồi biết cười là những nụ hoa. Đã chú, con hát hết nguyên bài là chắc chắn sẽ có một câu nó. Mà những câu hỏi khác phải không? Hằng ơi, Hằng giờ mới là câu hỏi nè. Câu hỏi của chúng ta là ca khúc này được sáng tác năm bao nhiêu? Cười cái gì? Sao cười? Và chỗ đùa thôi. Và đáp án của tụi con đó chính là mùa xuân và màu nắng. Đó là hai từ còn thiếu trong đoạn nhạc vừa rồi. Chính xác, chúc mừng. Nói vậy đó. Rồi đúng rồi đó. Thì có chưa bây giờ chơi mà chơi không cần biết đề bài luôn. Còn một câu nữa. Câu hỏi như sau. Em bé đến trường làm gì hết? Xin mời. Em đến trường học bao điều lạ. Chính xác. Đến trường học bao điều lạ. Vậy là chúng ta đã kết thúc vòng 1 khá là thú vị. Và khá là vui với những cái phong cách chơi của hai đội ngày hôm nay. Số điểm hiện tại, đội nhà 45 điểm. Chúc mừng tụi con. Và đội khách đang tạm thời dẫn trước với số điểm là 65 điểm. Chúc mừng. Và hứa hẹn ngày hôm nay sẽ là một cuộc đua rất là gay cấn đây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng thi thứ hai với tên gọi là ai nhanh hơn. Xin chào mừng hai đội chơi, chúng ta đã có mặt tại vòng thi thứ hai với những mini game vận động với tên gọi là ai nhanh hơn. Đây là một cái trò chơi rất là quen thuộc, tìm cặp hình trùng khớp. Và trong khoảng thời gian 2 phút, chúng ta sẽ đến với lần lượt từng lượt chơi của mỗi đội. Ở trong lượt chơi của mình, 2 phút đó thì chúng ta hãy cùng nhau dở thật là nhiều các ô số ra và để tìm những cặp hình trùng khớp. Và sau đó, đội nào sau 2 phút được nhiều cặp hình trùng khớp hơn, đó là đội chiến thắng trong vòng này. Và đặc biệt ở trong vòng 2 này, đội nào chiến thắng sẽ nhận được cái lợi thế rất là lớn. Thứ nhất là nhận được một quyền ưu tiên, đó chính là nhân đôi số điểm ở một câu hỏi của vòng 3. Và bên cạnh đó các bạn sẽ được cộng thêm cho đội của mình 20 điểm nữa. Và đội về nhì ở vòng này sẽ cộng thêm số điểm là 15 điểm. À, cái này trong dù con chơi rất nhiều phiên okay. bản và con rất nhiều lần là đã đánh trúng.
À, là con cảm thấy là mình rất là thích trò này và mình cũng khá là tự tin với trò này đúng không? Hay là bây giờ chúng ta chơi trước mình chủ nhà mình ga lăng luôn? Dạ, ok. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên của đội nhà trong vòng 2 phút. 2 phút bắt đầu. 8. Số 8. Số 8 sẽ là Doraemon. 16. 16 hả? Ơi, hay quá vậy. 8, 16, 9, 8. 14. 14. 14 đây. Người nhện. Trời ơi, Spider-Man. 8. 14 và 18. Đây. 3. 3, 3, 3, 3. Nói to lên nha. 3 với 6. 3 với 6. 3 với 6, chắc chắn trời rồi. Trời ơi, hay quá. 7. 7 ha. 7 nè. 7 và... và... 10. Mấy nào? 14. 10, 14. 7 và 14 ha. 7 và 14 nè. Không phải. 19. 14, 19. 14, 19. 19. 14 không phải luôn. 18. 18. Đây. Ý. Số 10, số 10, số 10. Là số 10. Chính xác rồi. Quá. Số 1. Số 1. Số 1. Mèo Tom. Số 5. 20. Không phải. Số 14, 14 với 20. 14 và 20. 14 đây. Và 20, chính xác. 15, 13. 19 nè. Và 13 nè, không đúng rồi. 41. 41 chắc chắn rồi, mèo thông. 13. 13. 13. 12 đi con. 13 nè. 12. 13 và 12. 13 và 12, chính xác. Hết giờ rồi. Wow, vậy là trải qua khoảng thời gian là 2 phút, chúng ta đã có được 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cặp hình trùng khớp. Chúc mừng tụi con. Và đây là con số mà đội khách sẽ phải vượt qua nếu như muốn chiến thắng ở vòng thi này. Ngay bây giờ xin mời lượt chơi của đội khách. 3, 2, 1 action. Số 1. Số 1. Số 8. Số 1 và số 8. Nhốt. Số 2. Số 2. Ê. Số 8. Số 8. Ơi, hay quá, may mắn quá. Số 3. Số 3. Số 3. Rất nhanh. Số 7. Số 3 và số 7. Số 4. Số 4. Và số 1. Số 4 và số 1 chắc chắn rồi. Chúc mừng. Số 5. Số 5. Số 5. Mềm rồi. Số 10. Số 10. Số 10. Số 12 đi. 12 đi. 12 là số này. 12 với số số 5. 12 với số 5 đúng không ta? Không phải. 11 đi. 11 đi. Số 6. Chính xác rồi. Số 3. Số 3. Số 3. Số 3. 3. 14. Số 10. 14. 14. 14. Chính xác. Số 5. À, 15. 15. Đừng, đừng. Số 15. 15 và số 5. Số 5. 15 và 5. Chính xác. 19 và số... số 9 hả? Số 9. Phải không? Ừ. Số 9. 19 và số 9. Chính xác rồi. Tiếp số 18 luôn đi. 18. Số 18. 18 và số 10. 18 và số 10. Không chính xác. 13, 13. 13. Đúng rồi, 13 và 18. 13, 18 đúng rồi. 17. 17. 17. 17 và số 7. Số 7. Và số 7 đúng luôn. Yeah. 16. Hết giờ rồi. Wow, wow. Và với cái chiến thuật và cái sự thông minh nhanh nhạy của mình ở trong cái lượt chơi này, xin được chúc mừng đội khách đã nhận về cho mình 8 cặp hình trùng khớp. Chúc mừng. Và điều đó đã mang lại 20 điểm cộng cùng với một quyền ưu tiên ở vòng thi thứ 3. Tụi con cũng nhận được 15 điểm. Chúc mừng tụi con. Và chúng ta vẫn còn một vòng thi quyết định nữa. Số điểm bây giờ trên là không quá sai mà Minh Khang và Minh Hằng ơi. Vì vậy cố gắng lên nha. Trời ơi. Cố gắng tin tưởng đồng đội của mình, tin tưởng bản thân của mình đến với vòng thi cuối cùng với tên gọi Nhanh Trí. Chào mừng hai đội chơi, chúng ta đang có mặt tại trận đấu quan trọng nhất, trận chung kết ngày hôm nay với tên gọi Nhanh Trí. Và món quà này đã thuộc về đội khách đã rất là xuất sắc và chiến thắng ở trong vòng thi thứ 2. Một quyền ưu tiên nhân đôi số điểm dành cho một câu hỏi ở trong vòng thi này xin gửi lại cho anh Nam Cường và chị Trung Quỳnh Anh. Và ở trong vòng chơi này, luật chơi quen thuộc của chương trình nó chính là mỗi đội sẽ phải trả lời một gói câu hỏi. Và trong gói câu hỏi đó có tất cả là 5 câu hỏi. Đến lượt của đội nào thì mình không cần phải bấm chuông giành quyền trả lời nữa. Cứ lần lượt trả lời từ câu 1 đến câu 5.
Và đặc biệt là đội có quyền ưu tiên. Nếu mà muốn sử dụng quyền ưu tiên trong một câu nào trong năm câu đó thì hãy giơ cái tấm bảng đó lên trước khi mà Quốc Bảo đọc câu hỏi. Một câu trả lời chính xác cộng 10 điểm, câu trả lời không chính xác bị trừ đi 5 điểm. Và ở lượt chơi của mình không trả lời được, đội còn lại biết đáp án có thể trả lời đúng cộng 5, sai trừ 5. Vì vậy có thể vẫn còn cơ hội dành cho những đội mà đang thấp điểm hơn. Và ngay bây giờ chúng ta có gói A và gói B. Theo thường lệ thì đội nào đang thấp điểm hơn sẽ được lựa chọn A hoặc là B. Xin mời đội nhà. Cho bạn chọn đó, không em bị xui lắm. A là Hằng, con chọn A. A là Hằng, có chữ A trong cái tên của con. Cũng có chữ A trong tên của Khang luôn. Bây giờ mình thi trước hay mình nhường cô chú thi trước? Dạ, con nhường cô chú thi trước. Con nhường cô chú thi trước. Và xin mời đội khách đến với gói câu hỏi B của mình. Ngay bây giờ sẽ là câu đầu tiên. Con gì đói thì to mà no lại nhỏ? Đói to. Con mắt. Con mắt. Đúng, người ta hay nói đói con mắt. Anh chị có thể giải thích là tại sao con mắt lúc đói thì to, lúc no thì nhỏ không? Đúng rồi, bây giờ đói quá là sáng mắt, là nhìn đồ ăn là sáng mắt. Tìm đồ ăn. Kiếm đồ ăn. Mắt nó trợn ngược lên. Mà ăn no xong thì sao? Díp mắt buồn ngủ. Díp mắt buồn ngủ. Dạ, thường người ta kêu là căng da bụng trùng da mắt. Đúng rồi đó. Và đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Nhớ nha, mình có quyền ưu tiên nha. Khi nào sử dụng thì giơ trước lên ạ. Và bây giờ chúng ta đến với câu thứ hai. Lưu ý đây là một câu đố mẹo. Cây gì không thể nào thấp được? Không thể nào thấp thì nó sẽ cao. Cây cao bóng cả. Cây cao bóng cả. Cao. Không lẽ cây cao? Cây cao. Cây cao. Cây cao. Cây cao bóng cả. Không. Cây cao thôi. Cây cao thôi. Cây cao. Nhưng mà coi chừng sai nha. Nhưng mà cây này câu mẹo. Mình đọc trại ra thì sao, đúng không? Tại nhiều khi là người miền Nam người ta đọc cây cao, người miền Bắc là cây câu. Và đáp án cuối cùng sẽ là cây câu. Cây câu. Cây câu, đó là đáp án chính xác. Trời, vậy có đúng không? Và đúng là chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ nhầm lẫn với cái câu này. Và để giải thích rõ hơn, đó chính là do câu và cao đồng âm nên rất là dễ bị nhầm lẫn. Đúng chính tả thì cây câu á là chữ U, còn cái cao là chữ O. Dạ, và đó cũng là đáp án chấp nhận. Xin được chúc mừng. Chúng ta đến với câu thứ ba. Hai thành phần chính của không khí là gì? Quá dễ. Gì? Oxy. CO2 với lại oxy. Oxy. Oxy với lại carbon. Carbon. No. Oxy nitơ. Oxy hả? Oxy, oxy nitơ. Và nitơ. Đó là đáp án chốt chưa? Đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Hay quá anh Cường ơi. Chúng ta còn hai câu nữa nha. Hãy nhớ là chúng ta đi. Có quyền ưu tiên. Xài câu số 4 đi. Câu số 4 ạ. Và đội khách đã sử dụng quyền ưu tiên ở câu số 4. Câu số 4 có nội dung như sau. Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vị trí nào trên bản đồ Việt Nam? Có 4 đáp án trắc nghiệm. A là Bắc Bộ, B là Duyên Hải, C là Trung Bộ và D là Nam Bộ. Nam Bộ chứ cái gì nữa. Trời ơi, khỏi cần nghĩ luôn. Quá dễ dàng. Đó chính là đáp án D, Nam Bộ. Chúc mừng nhân đội số điểm 20 điểm. Chúng ta đến với câu cuối cùng của đội khách ạ. Các nhân vật hoạt hình Minion có bao nhiêu con mắt? Trời, không lẽ nhường câu hỏi này quá dễ. Cái này khó nè nha. Quá dễ. Có một con có loại hai mắt này, có loại mắt này. Và đáp án cuối cùng sẽ là có hai trường hợp, có còn hai mắt. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Rồi quá trời là được vòng rồi. Bình tĩnh. Ôi, con trai của tôi. Con không hề muốn khóc nha, mà cái cơ thể con nó kêu nó không nóng khóc thì nó tiết ra cái hốc bụng nó kìa, con không muốn khóc. Mình cái ý chí mình không muốn khóc, nhưng mà cái cơ thể của mình nó tiết ra cái hormone, cơ thể nó điều khiển, nó khiến cho cái tuyến lệ của mình nó chảy những giọt nước ra, thì là như vậy thôi chứ không sao hết. Không sao, cái nó không khóc lắm nè. Đúng rồi, con mạnh mẽ mà. Con có nghĩa là trong cái suy nghĩ của con là không có định khóc. Con rất là mạnh mẽ. Tại hồi nãy là có bụi nó rớt vô trong mắt, tự nó rớt ra. Đúng rồi. Rồi bây giờ chơi nha, chúng ta đến với lượt câu trả lời của tụi con. Hãy chứng minh cho cô chú biết là chúng ta biết rất là nhiều kiến thức. Giờ mình thắng lúc 5 câu luôn, không miss câu nào. Yeah, cố lên. Hay quá, chơi. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của đội nhà. Câu đầu tiên có nội dung như sau. Đố mẹo nha. Nơi nào tại Việt Nam luôn có nhiệt độ âm? Nhiệt độ âm là gì? Đố mẹo nha, con nghĩ đơn giản thôi. Nhiệt độ âm là rất là lạnh á. Nơi nào ở Việt Nam luôn luôn có nhiệt độ âm?
Suy nghĩ đơn giản nghe con, suy nghĩ đơn giản. Suy nghĩ đơn giản thôi được con. Bây giờ liệt kê tất cả các tỉnh đi rồi à. Không không, đơn giản thôi, trong nhà con cũng có nữa. Nhà con chỗ nào lạnh nhất? Có cái tủ gì á? Cái nào chỗ nào mà lúc nào cũng xuất hiện băng đá, lúc nào cũng dưới nhiệt độ âm hết. Trong cái tủ lạnh. Đó, chỉ cần suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Và trong cái tủ lạnh là đáp án. Chính xác, chúc mừng tụi con. Hoặc là ở cái chỗ mà tụi con hay đi chơi á, chỗ trực băng đăng sen, băng đăng đầm sen. Đúng rồi, băng đăng đó. Chúng ta đến với câu thứ hai. Trong một trận đấu bóng đá, trọng tài không thể phạt thẻ người nào? Trọng tài chính mình. Trọng tài không mặc chính mình được đâu. Tất nhiên rồi, không ai tự rút thẻ vàng hay thẻ đỏ cho bản thân mình để đuổi mình đi ra ngoài sân đó, đúng không? Vậy thì bị khùng luôn rồi. Vậy là bị kỳ kỳ, bị tỉnh tẻ đúng không? Chính xác, chúc mừng. Câu thứ ba. Ai là người làm ra bánh chưng bánh dày đầu tiên tại Việt Nam? Lan Liêu. Trời ơi, hay vậy, nhớ hay. Hay á. Chắc rồi. Lan Liêu hay Mai Ăn Tim ta? Lan Liêu, Mai Ăn Tim cái trái dưa hấu mà. Ở vậy hả? Ờ, chú quên. À, Mai Ăn Tim là dưa hấu đúng không? Lan Liêu là bánh chưng bánh dày. Chắc chắn rồi. Chúc mừng tụi con. Câu thứ tư, Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? Cao nguyên Lam Viên. Chú chưa kịp đọc tại vì ở đây có ba cái đáp án trắc nghiệm con cần tới. Trắc nghiệm con cần luôn. What? Không cần luôn. Không cần luôn. Không cần luôn. Chú nói trắc nghiệm cho nó dễ hơn. À, cho chắc. A Lâm Viên, B Di Linh, C là Đồng Văn. Lâm Viên. Câu trả lời đã có từ trước đúng không? Chúc mừng con. Ôi, giỏi quá. Giỏi quá. Hay quá. Câu cuối cùng. Rồi, xong phim, không rồi. Không sao hết, mình được cái là mình trả lời hoàn toàn đúng hết 5 câu là tự hào rồi con. Nhân vật hoạt hình Minion thích ăn món gì nhất? Dạ, ăn chuối. Ba 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 banana. Banana, banana, đó là chuối, chúc mừng. Kết thúc vòng thi thì đội nhà đang có số điểm là 110 điểm, chúc mừng tụi con. Một số điểm rất là cao nha. Và chúc mừng đội khách ngày hôm nay. Một lần nữa anh Nam Cường ơi đã mang về chiến thắng cho đội của mình. Và chị Trung Quỳnh Anh cũng đã rất là xuất sắc khi kết hợp với người đồng đội này. Xin được chúc mừng 145 điểm. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đội chơi sẽ cùng tiến ra sân khấu. Cả hai đội đều có quà. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có phải nói là 3 vòng chơi đầy cảm xúc. Có những nụ cười, có những giọt nước mắt á, hạnh phúc hơi tiếc nuối chút xíu, nhưng mà không sao hết. Tụi con chiến thắng liên tục và ai cũng biết được khả năng của Minh Khang là như thế nào, Minh Hằng là ra sao. Tại vì đặc biệt là cái vòng thi cuối cùng này, các bé rất là giỏi, không miss câu nào luôn. Có những câu người lớn không trả lời. Đúng rồi, mà. Có những câu mà Minh Khang chưa cần nghe đáp án trắc nghiệm nữa, Minh Khang đưa ra luôn đáp án rồi ha. Hằng có tự hào về đồng đội mình không? Dạ có chứ. Ừ, rất là vui đúng không? Chừng nào mà dù mà thua xong rồi cái Hằng bo thì không chơi với mình nữa thì mình mới gì. Kính thưa quý vị, món quà dành cho hai người bạn nhỏ rất là quen thuộc của chương trình. Và đây là niềm tự hào của chúng tôi, vì các bạn lúc nào cũng rất là dễ thương, rất là thông minh, giữ được phong độ của mình. Đây, chúc mừng tụi con, giải nhì 6 triệu đồng. Còn bây giờ là món quà dành cho đội khách ngày hôm nay đã may mắn và đã chiến thắng. Xin được chúc mừng anh Nam Cường và chị Trung Quỳnh Anh 10 triệu đồng. Cảm ơn tụi con và cảm ơn hai khách mời ngày hôm nay rất là nhiều, đã mang đến cho chúng ta phải nói là một cuộc chơi tràn đầy những cung bậc cảm xúc bất ngờ khác nhau. Và kính thưa quý vị và các bạn, đến đây thì các bạn phải nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi, vì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Và kính thưa quý vị, đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Thứ Năm Vui Nhộn, đó chính là vào lúc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Và xin chào, hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo của Thứ Năm Vui Nhộn. Tụi con giờ này khỏe không? Dạ khỏe. Vui không? Dạ vui. Học hành tốt không? Dạ tốt. Đi chơi tốt không? Dạ. Ăn uống ổn không? Dạ có. Hả? Sao? Sao chú hỏi đủ thứ á chị chú? Tại chú lâu quá không gặp tụi con, chú nhớ nên chú quan tâm với con. Con coi trên TV lúc nào đại lý cũng thắng hết đó chú ạ. À vậy hả? Thôi ơi, thấy chưa? Đừng làm con chú run sợ. Mới như vậy thôi mình đã run sợ rồi, thấy chưa? Nhưng mà thắng thua không quan trọng, quan trọng là mình vui là được rồi. Đúng rồi, vui là được rồi. Không được dùng tay nha. Rất nhanh, rất nhanh. Hay quá Minh Vy ơi. Về. Ô Xuân Hyun. Thôi không được dùng tay nha con. Không được dùng tay. Rớt là mình làm lại đúng không? Trời ơi rớt rồi, đi về con. Về con.